Đúng là 3 tuần thì gây thương nhớ rồi, sau đó tôi chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là đi sâu vào lòng địch. Bây giờ đấm vô kích xong rồi, bây giờ mình đi sâu vào lòng địch. Vào một hôm liền thì điện cho tôi, mình với nhanh chóng tắm giặt, tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi là đón người yêu. Thực ra là cái buổi hôm đó là do là em đang muốn giải vây cái độ mà đang tấn công mình. Đón xong cái anh ấy, em đi Hồ Tây chơi đi, hôm nay mùa thu mát mẻ này. Thì anh chị biết là đường thanh niên thì nó rất là lãng mạn, phong cảnh thì hữu tình, gió thì mát. Em mới hát một cái bài hát về tình yêu. Và em đang hát thì anh Lương sao? Anh Lương sao? Liên hát một cái bài nên mình cảm thấy sao sướng trong lòng. Có một cái gì đấy đông trào bất ngờ là ôm chặt Liên ngay. Một lần cái cho em bé chơi thì nó bò trên giường, tự nhiên em thấy bé nó cầm cái gì nó gặm gặm. Em mới rứt ra miệng khỏi con thì thấy hai cái răng giả. Em thấy hai cái răng giả em hết hồn luôn. Em mới gọi điện cho ông ngoại, bố răng giả bố rớt ở giường con này. Thế bố không, tao làm gì có răng giả từ trước đến giờ đâu. Thế xong cái em bẩn ơi là bẩn, dục thùng rác luôn. Xong cái một hồi tự nhiên thấy chồng cứ bò dậy đi tìm khắp nhà, không biết tìm cái gì luôn. Thế xong cái nghe răng là thấy nguyên cái hai cái răng nó rớt. Không lẽ giờ kéo cái nữa. Và thực sự là đến bây giờ em mới biết anh có răng giả. Ủa đó giờ không biết. Không biết luôn. Đến khi rớt ra rồi mới biết. Trước tiên là xin mời hai anh chị hãy giới thiệu về mình. Tôi tên là Nguyễn Huy Lương, năm nay tôi 39 tuổi, tôi công tác tại Sư đoàn Không quân 370, sân bay Tân Sơn Nhất. Còn đây là vợ tôi. Tôi tên là Lê Thị Liên, năm nay tôi 29 tuổi, hiện là giảng viên của trường cao đẳng Bách Việt. Cơ duyên gì chị gặp anh? Vào một ngày đẹp trời, tôi cùng em bạn trai đi tặng hoa cho một người bạn gái của bạn tại Đạo Sư Phạm Hà Nội. Và chỗ gửi xe, vô tình gặp Liên. Tôi cũng nhờ Liên là dẫn lên cái nhà A6 đó. Dẫn anh này lên thì em mới biết rằng ô cái sinh nhật của cô bạn cùng lớp với mình luôn. Nhân tiện đó thì thôi, đi vào sinh nhật luôn. Và cũng nhân buổi sinh nhật đó thì hát tặng cô bạn ấy một bài hát. Và cũng không nghĩ rằng là cái bài hát đó thì lại làm say lòng anh bộ đội này đâu ạ. Bài gì? Đó là bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Rất muốn là Liên hát thử lại cho tất cả mọi người nghe. Bây giờ cho một tràng pháo tay đi cho nó sôi nổi này. Có khoảng không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương nhau hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Nghệ sĩ dân Thu Hiền không ạ? Rất là bất ngờ nghe được giọng hát rất là say lòng như này thì lại ra ý định cứ sau đó lại ra về cố tình để hỏi xem là Liên học ở đâu, địa chỉ chỗ phòng ở tạm thời biết đã, sau có những chiến dịch sau. Vâng hỏi nhỏ chút xíu nha, anh Lương mà lên kế hoạch cưa Liên á thì chắc là không có giống cái người gọi là thanh niên bình thường đâu, giống hay là không giống thật đâu đúng không? Thì xin hỏi anh nha. Anh lên kế hoạch cưa Cẩm Liên là chiến thuật của quân đội hay là chiến thuật của người thường? Khi mà lấy ra ý định như thế thì lập các cái kế hoạch và đưa ra các cái chiến thuật. Phương án đầu tiên là đánh du kích, biết được là Liên dạy thêm và tầm 21 giờ thì Liên hết giờ dạy thì ta lên đó từ các cái phía sau là tấn công bất ngờ. Thế thì lúc đó Liên có biết đó là mình đã bị rơi vào một cái chiến thuật không? Không, tại vì em thì quen nhiều người theo đuổi rồi nên là em thấy nó cũng không có gì. Nhưng mà anh ấy rất là bền bỉ, tức là đánh từng ngày từng giờ luôn. Ngày nào cũng vậy, cứ 9 giờ rưỡi là sau khi em kết thúc thì là anh ta nấp ở phía sau. Hôm thì xuất hiện đột ngột, hôm thì không xuất hiện. Ban đầu thì em thấy nó bình thường, nhưng mà dần dần bắt đầu khi mà vài bữa sau mà đi ra ngoài mà không thấy anh ta thì bắt đầu thấy cái lòng mình nó tự nhiên nó thấy thiếu vắng một cái gì đó. Đúng rồi. Và đi đường cũng không yên tâm luôn, cứ ngoái lại xem là anh ta có đi đằng sau lưng không. Và nhiều khi về đến ký túc xá rồi đùng cái anh ta ở ngay đằng sau mình. Wow. Cảm thấy tim mình nó vỡ hòa ra. Cái cảm giác đánh 3 tuần thì gây thương nhớ rồi, sau đó tôi chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là đi sâu vào lòng địch.
Bây giờ đấm du kích xong rồi, bây giờ mình đi sâu vào lòng đất. Và một hôm liền đi điện cho tôi. Mình với nhanh chóng tắm giặt, tắm rửa sạch sẽ, bị đi là đón người yêu. Thực ra là cái buổi hôm đó là do là em đang muốn giải vây cái độ mà đang tấn công mình. Đón xong cái anh ấy, em đi Hồ Tây chơi đi, hôm nay mùa thu mát mẻ này. Thì anh chị biết là đường thanh niên thì nó rất là lãng mạn, phong cảnh thì hữu tình, gió thì mát. Em mới hát một cái bài hát về tình yêu. Và em đang hát thì anh Lương sao? Anh Lương sao? Liên hát một cái bài nên mình cảm thấy sao sướng trong lòng. Có một cái gì đấy đông trào bất ngờ là ôm chặt Liên ngay. Đó là đi sâu vào lòng đất. Anh ta ôm em cũng hoảng lắm. Thế là em mới vùng vẫy ra, thế là giật ra bằng được. Nhưng mà không thể nào mà giành ra được vì sức bộ đội quá khỏe đi. Thì ôm ghi chặt rồi, à, cuối cùng mệt quá thở không được thì thôi buông luôn, muốn làm gì thì làm, buông luôn. Nó đi sâu vào lòng địch và đồng thời chiếm luôn địch. Thế đấy là ta gọi là đánh ngay thắng ngay. Tức là dùng luôn cái bước thứ ba ở cái thời điểm đó luôn, đó là đánh thay đổi chiến thuật luôn đúng không? Thắng nhanh. Đúng rồi, thay đổi chiến thuật luôn. Và theo Liên thì như vậy có nghĩa là đã thắng nhanh chưa? Sự khi mà anh ấy tỏ tình thì em cũng suy nghĩ. Bởi vì xưa nay con gái ở quê, trước khi đi học thì mẹ dặn dò rất là kỹ. Mẹ nói là con gái mới lớn thì không được yêu, và đặc biệt là không yêu những người đàn ông quá lớn tuổi. Nhưng mà bây giờ nghĩ là trong cái thời điểm này, nếu như không tranh thủ được thì sẽ đánh mất người lính rất là tuyệt vời. Nên là thôi, chấp nhận là thôi tạm thời không nghe lời mẹ dặn nữa. Trong cái thời gian mà hai người nếu còn nói cái chuyện vui gì nữa không? Trước khi anh đi vào Nam, bọn em có đi ra công viên Lenin. Trời buổi trưa thì cũng rất là gió mát mẻ, nên là hai thằng là gục đầu vào nhau ngủ. Ngủ xong cái lúc tỉnh dậy, anh cúi xuống, Liên, mất giày rồi Liên. Trời ơi, thì ngủ quên, là thằng bán trộm mà lấy mất giày lúc nào không biết luôn. Lúc đó mình tỉnh thì không thấy đâu, trong cái đoạn nó mang giày mà. Anh em có đôi giày mới nhặt được, anh có mua của em bán. Trong túi lúc bây giờ mình thì có 100 ngàn. Tôi bảo mày bán bao nhiêu, em lấy 200 ngàn. Tôi bảo thế thiệt cho mày luôn, đi chân đất về. Anh này em cũng không biết vì sao, có phải hai đứa có khắc khẩu với nhau không mà cứ gặp nhau là bị mất đồ. Có nghĩa là cái chuyện mất giày là một trong những chuyện nhỏ thôi ạ, rất là nhiều lần mất. Thế còn cái chuyện mất gì mà lớn lao ấy? Lớn nhất là cái lần mà em đi vào Sài Gòn thăm anh ấy, em ở nhà bà cô, tức là anh đi xe máy tới chơi. Xong anh để xe máy ngoài sân, thế xong cái hồi cũng chạy vào, nước mắt ngắn nước mắt dài, em mới mất xe máy rồi. Trời ơi. Do là khi ra về thì cổng nhà cô phía sau là nó có cái toilet, thế mình ấy đi vệ sinh trong 30 phút thôi, thế là quay ra là mất xe luôn. Mà không biết tại sao mà nhanh như thế. Mới quay vào hỏi, thế là Liên mang vào đấu thế nào? Liên bảo không, em có gì là mất xe máy. Thực ra là bọn em yêu nhau vất vả lắm. Bởi vì là sau khi mà nhận lời yêu anh ấy được 4 tháng thì anh ấy chuyển vào trong Nam công tác. Và em thì mới học năm thứ nhất, điện thoại lúc đó cũng rất là hiếm hoi. Nên là rất là nhớ người yêu. Và đứng trước dư luận, xung quanh dư luận là mọi người nói rằng là anh ấy lớn tuổi rồi, anh ấy đẹp trai, phong độ rồi, thì là đã có công việc ổn định thì chắc chắn là chia tay mi thôi. Thế em cũng hoang mang. Nên là Tết năm đó thì thay vì là về với mẹ thì em quyết tâm đi vào để tìm hiểu bằng được xem rốt cuộc anh ta là ai và tình cảm của anh ta như thế nào. Khi gọi điện về cho mẹ thì mẹ không cho đi. Và trong túi lúc đó em chỉ còn đúng 17 ngàn thôi. Thì em mới nài nỉ cô bạn gái là cho em vay 100 ngàn và em mang ra bến xe Giáp Bát. Thì lúc đó hỏi bác tài xế thì bác tài xế nói là xe đi vào trong Nam là 200 ngàn. Và em ngồi em khóc và em nài nỉ cho con đi vào đấy ké. Con ngồi đâu cũng được, chui xuống gầm ghế cũng được, nhưng mà bác phải cho con vào. Em gọi cho anh ấy là 3 giờ sáng, anh ra ngoài bến xe đón em. Thì em ngồi đến 3 rưỡi rồi đến gần 4 giờ vẫn không thấy anh ấy đâu cả. Và thân gái một mình em thì không còn một đồng nào trong túi cả. Mà giữa bến xe toàn là những cái anh thanh niên cứ lượn lờ vờ vờ như vậy. Và em ngồi em khóc em không biết làm gì nữa đất Sài Gòn cả. Vậy thực sự cái cảm giác của em là thôi bây giờ nếu như có tiền thì em sẽ bắt quay trở lại Hà Nội. Và từ giờ thì đi em sẽ vĩnh biệt Sài Gòn, không bao giờ em quay trở lại đất này nữa. Lúc đó thì Lương ở đâu? Thế thì năm đó là có tầm 3 giờ sáng thì có cái trận bóng đá. Đang xem thì nó say sưa thì cứ cố vừa xem mới đứng lại, nhưng mà kiểu lúc gần hết hiệp một rồi mà tôi thì cố gắng hết hiệp một chạy ra đón Liên. Thì Liên đang ở bến xe là ngồi khóc lắm. Thế mà rồi cũng không rút kinh nghiệm được ạ. Lần đó là em đã tính bỏ rồi, nhưng mà thôi bây giờ cũng vẫn còn luyến tiếc cái anh bộ đội đẹp trai này nên không nỡ bỏ. Vậy mà lần sau cũng vì bóng mà bỏ rơi cả em lẫn con luôn. Vâng, thì lúc đó em sinh em bé được có 1 tháng 20 ngày, mẹ cũng không cho vào.
mà nhớ chồng quá rồi, nhưng là bê con từ Bắc vào trong Nam. Lúc đấy là cũng 3 giờ sáng luôn. Thì em nói anh ra đón con. Nhưng mà đến 3 giờ rồi, 3 rưỡi cũng đến 4 giờ luôn. Hai mẹ con cứ ôm nhau ở bến tàu, không thấy ba đâu đón đi cả. Cũng do là cái ham là xem bóng đá nên là các cái trận đỉnh cao là không bỏ qua. Thôi thì cũng xin lỗi rồi, nhanh chóng bắt taxi để cho Liên về. Vậy thì sau khi kết hôn thì anh chị có những sự bất ngờ gì ở bạn đời của mình hay không? Có một lần cái cho em bé chơi thì nó bò trên giường, thế tự nhiên em thấy bé nó cầm cái gì nó gặm gặm, em mới rứt ra miệng khỏi con thì thấy hai cái răng giả. Em thấy hai cái răng giả em hết hồn luôn. Em mới gọi điện cho ông ngoại, bố răng giả bố rớt ở giường con này. Thế bố không, tao làm gì có răng giả từ trước đến giờ đâu. Thế xong cái em bẩn ơi là bẩn, dục thùng rác luôn. Xong cái một hồi tự nhiên thấy chồng cứ bò dậy đi tìm khắp nhà không biết tìm cái gì luôn. Thế xong cái nghe răng là thấy nguyên cái hai răng nó rớt. Thôi và thực sự là đến bây giờ em mới biết anh có răng giả. Ủa đó giờ không biết. Không biết luôn. Rồi. Đến khi rớt ra rồi mới biết. Tốt thì mình khoe đương nhiên rồi, nhưng mà xấu thì phải cất đi. Do một lần cũng đi chơi với bạn, cái bạn như là tán gái của mình đến chơi cùng, xong khi về thì chẳng may là cái đội ở xóm thanh niên ấy nó gây sự đánh nhau, thế nó đuổi thì anh bạn kia là lấy cái xe đạp giơ xe đạp này. Còn mình thì chạy chẳng may là mình vấp vào, thế là mình rớt cái này dẫy cái răng từ dưới. Thế còn anh bất ngờ ở vợ anh sau khi cưới là gì? Thứ nhất là ham học quá, đến giờ này như Liên ấy, là có 3 bằng đại học và có 2 chứng chỉ của nước ngoài. Cũng bất ngờ nữa là hơi bị ghen. Mình bộ đội thì đàng hoàng tử tế, cũng không hiểu sao vậy. Cũng hơi ghen thế. Đó là bản chất của phụ nữ. Tại vì là có lần có một cô gái, khi mà em thử gọi thì đúng là con gái thật, mà hỏi thì anh không trả lời, anh cứ nói là vòng vo cô này bạn của người này, bạn người kia. Em thấy nó không có thỏa mãn nên em bức xúc lắm. Nên là cuối cùng là em mới quyết định là đưa vào cái chiến dịch là tìm hiểu cho nó ra ngọn ngành. Và em nhờ một cái cô bạn người Sài Gòn, cứ hàng ngày cô ấy gọi điện cho anh này, nhắn tin cho anh này, và nói giọng miền Nam rất là ngọt ngào. Và có một ngày á, cô đó là tên gì ạ? Cô đấy tên là Sen. Em mới xúi cô đấy là đánh một trận, tức là cuối cùng bây giờ anh ấy là bộ đội gì em cũng chơi chiến dịch luôn. Thì chim mồi đó. Thế là xong với cái mời anh ấy tới cà phê. Thì anh ấy tới vui vẻ hào hứng đi vào tìm bạn gái đâu. Em ngồi ngay trên này. Anh ơi xem đây này anh. Trời ơi. Tại ở đơn vị cũng có một người tên là Lương, cô bạn gái của bạn kia tên là Sen. Thế thì chẳng may là lấy cái nhắn tin vào cái máy của mình, thế là mình vô tình mình về thì về xong để máy ở ngoài cho vợ xem được là có tin như thế là lên chiến thuật để bắt nhà mình nghi ngờ, nhưng mà nói ngọt ngào lắm, nhưng mà hỏi tên thì không ấy, bảo anh cứ ra đây rồi anh sẽ biết nhiều cái bất ngờ lắm. Thế là thôi mình bảo thôi được rồi, đi ra xem sao. Lúc đó sao anh? Sau vụ đó thì em biết chính xác là giữa cô Sen với ông xã em không có gì. Tuy nhiên là em vẫn cứ ấm ức cái chuyện anh ấy bị rủ rê như thế, nên là cứ bực dọc trong người cái chuyện đó thôi. Chứ em cũng biết là không có chuyện gì rồi. Anh, bây giờ anh mong muốn một cái điều gì để cho Liên hoàn hảo hơn? Bớt ghen đi một chút, hay là học thì rất nhiều, nhưng mà bớt đi một chút để tập trung vào việc dạy con cái cho nó đến nơi đến chốn. Còn em mong muốn ăn lương điều gì? Em thì do là đặc trưng là em đi học rất là nhiều, do đó cũng mong muốn là ở thời gian ở nhà thì anh chịu khó anh chăm sóc con một xíu, bớt ngủ đi tí, tại vì anh đánh ham ngủ lắm chị. Lúc nào tối về cũng thấy anh ngủ hết trơn á. Có nghĩa là em đi học về là 9 giờ, cái anh nhìn anh ngước mắt nhìn vợ xong anh nhắm mắt ngủ tí. Ăn lương ngủ nhiều giống như gà vậy đó. Vậy ạ? Dạ, nên là biệt danh mà gọi là gì, đơn vị gọi là lương gà mà. Liên là năm nay Liên bao nhiêu tuổi ta? Em 29 ạ. 29 hả? Là sinh ngày nào? Em nào, sinh nào? Ngày 22 tháng 12. Vậy là như là chung gần với cái ngày. Cần nghĩa là một cái sự tình cờ. Dạ. Có nghĩa là mấy hôm cái nay, tình cờ luôn á thôi. Hôm nay nó có một cái sự tình cờ đặc biệt, đó chính là hôm nay là cái ngày 22 tháng 12, cũng là cái ngày sinh nhật của Liên đây. Một lần nữa xin thay mặt chương trình chúc mừng sinh nhật của Liên. Xin chúc cô luôn luôn vui vẻ. Ít nhất là mình phải Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday cô Liên. Thực ra thì ngày hôm nay á, nó rất là hay, là đúng là ngày sinh nhật của Liên, lại đúng vào cái ngày thành lập quân đội. Hy vọng là sau cái buổi hôm nay, anh Lương cũng giống như là Liên có thể là san sẻ qua lại những cái mà chồng mình mong muốn ở mình hoặc là vợ mình mong muốn ở mình, để cho cái tổ ấm của anh chị càng ngày càng ấm hơn. Xin cảm ơn. Đồng thời
thì lúc trước thì em có gia đình rồi, cũng không có để ý gì mấy. Nhưng mà em được cái may mắn là sau khi mà chia tay với vợ cũ á, thì lúc đó em buồn lắm. Thì em thuê một cái nhà sống một mình vậy đó. Cái bắt đầu là mẹ vợ của bé mới lại cũng ghé chơi mấy lần á. Nên mẹ vợ thương nên là cũng muốn hướng tình cảm cho em, nên là hai dì cháu cứ ngồi cũng nói chuyện tâm sự. Tại lúc đó thì em cũng mặc cảm tự ti lắm, không có nghĩ là một người trẻ như vậy là mình có thể là cứ làm vợ được được. Nên là thấy một dịp may là như vợ em nói là đi mỗi chuyến đi du lịch đó, thì bày tỏ tình cảm. Vậy dạ. Em có muốn nói gì với mẹ không? Có muốn cảm ơn mẹ không? Đó. Để bộc lộ cái lòng biết ơn của mình với mẹ đi. Dạ, cũng nhìn chương trình hôm nay trước mặt mọi người thì con cũng bày tỏ tấm lòng của con. Thì cũng rất cảm ơn mẹ. Thứ nhất là thương con cũng giống như con ruột trong gia đình vậy. Thứ hai đó thì vun vén để mà con cưới được một người vợ thật là tuyệt vời, và giúp đỡ con trong việc nuôi con gái của con, và luôn theo dõi, động viên và khích lệ để vợ chồng con luôn vui vẻ và hạnh phúc tới bây giờ. Mời em giới thiệu về mình. Em tên Hoàng Thắng, năm nay là em 34 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Còn em? Dạ, chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên Phạm Bình Như, năm nay em 22 tuổi. Hiện tại thì em đang ở nhà nội trợ và hỗ trợ cho công việc kinh doanh của chồng em. 22 tuổi, đi 34. Dạ. Lớn nhỏ nhau có con giáp mà. Đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Tụi em cưới nhau lâu chưa? Dạ gần được 1.5 năm rồi. Thắng và vợ của mình là gặp nhau trong trường hợp nào? Em với ảnh gặp lần đầu tiên là cách đây 6 năm mà. Lúc đó là ảnh tham gia đội văn nghệ của trung tâm huyện cho ảnh, thì em mới vô. Vậy thì lúc mới vô đội em không có để ý gì, tại ảnh trên là tuổi quá, nhìn đứng tuổi lúc đầu vô em tính kêu bằng chú nữa. Nhưng mà tại thấy mấy bạn bằng tuổi kêu anh, em mới kêu bằng anh. Với lại lúc đó ảnh có gia đình rồi nên em cũng không có để ý gì tới. Dạ ảnh có gia đình, với lại con ảnh nay cũng 11 tuổi rồi. Thì lúc đó em vô em cũng không có để ý gì tới, thì chỉ như anh em bình thường ít nói chuyện lắm mà. Cái thời gian sau này, cái lúc ảnh chia tay vợ ảnh rồi thì 1 năm mấy sau, cái hai anh em cái kết nghĩa anh em thân nhau vậy, cái cứ nhắn tin qua lại, thì ảnh buồn vui rồi ảnh cũng tâm sự với em vậy. Cái em thấy cũng mến mến, nhưng mà chỉ là xem anh em bình thường thôi. Rồi cái đợt mà năm tháng 8 năm 2015 á, là anh cả em bên Mỹ về, thì nhà tổ chức chuyến đi chơi, thì mẹ em mới ngỏ lời rủ anh này đi chơi. Tại mẹ cũng mến, thì mẹ hướng tình cảm cho em quen. Trong quá trình đi ra ngoài thì cái bữa mà gần về, ảnh có ngỏ lời với em đang đi chơi với nhau ngoài chợ đêm, là lại ảnh kêu em gái kêu em vào mà ảnh cái ảnh nói làm bạn gái anh nha. Trời, em gái ơi, làm bạn gái anh nha. Dạ. Em hết hồn đúng không? Dạ em hết hồn luôn. Tại vì thật ra lúc đó là trong em là chưa nghĩ gì. Dạ chưa nghĩ gì, với em cũng không thích lắm, vì tại lý do là ảnh có gia đình rồi, còn em thì mới lớn nên em không có nghĩ gì hết. Rồi sau chuyến đi đó về nhà, mấy ngày sau cái nhà em tổ chức tiệc chuẩn bị tiễn anh em về nước á, thì mẹ em rủ ra chơi. Cái do nghe ảnh hát cái bài Vì Đó Là em cảm động mới quen. Ủa nhưng mà em mến cô này từ lúc nào? Nói chung thì lúc trước thì em có gia đình rồi, cũng không có để ý gì mấy. Nhưng mà em được cái may mắn là sau khi mà chia tay với vợ cũ á, thì lúc đó em buồn lắm. Thì em thuê một cái nhà sống một mình vậy đó. Cái bắt đầu là mẹ vợ của bé mới lại cũng ghé chơi mấy lần á, nên mẹ vợ thương nên là cũng muốn hướng tình cảm cho em, nên là hai dì cháu cứ ngồi cũng nói chuyện tâm sự. Tại lúc đó thì em cũng mặc cảm tự ti lắm, không có nghĩ là một người trẻ như vậy là mình có thể là cứ làm vợ được được. Nên là thấy một dịp may là như vợ em nói là đi mỗi chuyến đi du lịch đó, thì bày tỏ tình cảm. Vậy dạ. Em có muốn nói gì với mẹ không? Có muốn cảm ơn mẹ không? Đó. Để bộc lộ cái lòng biết ơn của mình với mẹ đi. Dạ, cũng nhìn chương trình hôm nay trước mặt mọi người thì con cũng bày tỏ tấm lòng của con. Thì cũng rất cảm ơn mẹ. Thứ nhất là thương con cũng giống như con ruột trong gia đình vậy. Thứ hai đó thì vun vén để mà con cưới được một người vợ thật là tuyệt vời, và giúp đỡ con trong việc nuôi con gái của con, và luôn theo dõi, động viên và khích lệ
để vợ chồng con luôn vui vẻ và hạnh phúc tới bây giờ. Đó thì bây giờ hỏi thiệt bạn là bạn có yên tâm và bạn hạnh phúc với cái gia đình mới của bạn không? Dạ em rất yên tâm mà. Còn em thì sao, em hạnh phúc không? Dạ có. Sở dĩ Vân hỏi câu hỏi này là vì Vân muốn chia sẻ một chút xíu với lại các bà mẹ đang xem truyền hình. Thực ra thì thường là mẹ thương con, không muốn con gái mình phải bị là cái gọi là cái người thứ nhì. Nhưng mà rõ ràng trong trường hợp này thì hoàn toàn không phải như vậy. Mẹ thấy cái bạn này là người tốt, hoàn cảnh của người ta không quyết định bất cứ một cái nhân cách nào của người ta hết. Chỉ biết bạn này cho dù bạn có gia đình rồi nhưng bạn là người tốt. Thì là mẹ thấy được cái điều đó, mẹ muốn định hướng cho con gái mẹ. Thì rõ ràng bây giờ là bạn có một cái gia đình rất là yên ấm hạnh phúc. Thấy cái cách mà người chồng lo cho vợ từ lúc mà bước lên như vậy là biết ở nhà được chồng cưng lắm đúng không? Dạ. Ủa như vậy thì là con của em hiện giờ là ở với ai? Con riêng của em đang ở với mẹ của bé. Vậy thì em và con của chồng em đã bao giờ gặp nhau chưa? Cũng có thấy nhưng không bao giờ tiếp xúc nói chuyện à. Dạ cũng ít lắm. Nói chung là không có nói chuyện nhưng mà em thì về vấn đề đó thì bình thường thôi. Mấy dịp lễ rồi em cũng hay khuyên ảnh là về thăm, dẫn nó đi ăn, đi uống đồ để không nó thiếu tình cảm tội. Tại vì trường hợp em thì trước đây cũng vì vậy, hoàn cảnh em thì em cũng không có sống chung với ba từ hồi nhỏ. Có mình mẹ nuôi ba anh em thôi nên em cũng hiểu. Vậy hả? Em có muốn nhân cơ hội này em nói điều gì với vợ em về cái chuyện tình cảm với em với con em không? Em cũng mong muốn là ước sao là cô cháu là có thể gần gũi nhau hơn, đi chung với nhau hoặc là ăn chung với nhau một cái nào đó thật là vui vẻ thì đó là một điều tuyệt vời. Chỉ mong vợ em hiểu thôi. Thì ở đây mình cứ cho đi rồi mình sẽ được nhận lại hết. Và nếu thực sự em yêu chồng em thì em phải giải tỏa cho chồng em việc này. Mình hãy coi con của chồng mình giống như là con của mình vậy đó. Thì mình sẽ nhận lại được ở chồng mình 100 lần hơn như vậy. Cái đó là chị nói nghiêm túc ha. Thì chị nghĩ rằng là cái ước muốn của chồng em nên thực hiện, em chủ động thực hiện. Anh ơi em thấy tuần này vậy nè, anh đón con về đi, ví dụ vậy, cho đi chơi cho hai anh em nó chơi, không mất một cái gì, em chỉ có được thôi, em không bao giờ mất cái gì hết. Nói chứ 22 tuổi mà, ông bà mình nói là gì, cơm chưa no lo chưa tới, mình là hơn người ta tới một con giáp lận. Thành ra là có những cái em phải nỉ non em nói để cho vợ em hiểu cái điều đó. Mà cô này cái mặt cô rất là phúc hậu, chị đã nhìn mặt cổ với cái suy nghĩ của cổ. Con nít cái tuổi của em á là chị chưa biết cái gì luôn á, lúc đó là đi học ở trong trường á, là cà tơn á, chưa biết cách, gì đâu. Cái cách mà chia sẻ của em á, anh cảm nhận được em rất là hiện đại. Đó, cho nên chị nghĩ là em là người chủ động làm cái điều đó, em sẽ thấy tâm hồn nó thoải mái lắm. Tức là chồng đừng áp đặt cái chuyện này, chuyện đó là tự nguyện của em. Khi nào em cảm thấy tình cảm em vừa đủ để làm điều đó, em chủ động em làm. Không bắt buộc em là ngày mai, ngày mốt hay ngày kia, đừng như vậy. Để trái tim mình nó điều khiển. Ok, dạ. Nha. Cứ làm thử đi. Dạ. Đã là số 10 trong mắt chồng em rồi, bây giờ làm cái đó nữa cái là thành 20 luôn. Dạ. Rồi, bây giờ về ở với nhau thì là có nhìn thấy những cái điều xấu ở nhau chưa? Có nghĩa là dạ, bây chưa. Giờ nói thẳng ra luôn. Thật xấu á. Nói thẳng là đến phần mà gọi là nói xấu nhau đó, nói xấu nhau đó, bước 2 đó. Các tụi em cũng xem Vợ Chồng Son rồi đúng không? Dạ có. Tụi em cũng biết rằng cái điều thú vị nhất của chương trình đó là gì? Là giật mặt nhau. Chồng anh... em thì nói chung cũng không có gì xấu mấy nè, cứ mỗi cái là lâu lâu hay nói chuyện cọc lóc em á. Tức là nói chuyện em hỏi đàng hoàng đầu đuôi, cái đầu đuôi anh này này kia, rồi anh đi làm về chưa này kia, cứ trả lời tiếng một thôi. Cái điều đó là bực mình thôi. Mà nói hoài không có đổi. Nhưng mà nói chuyện với người khác thì sao? Em muốn 4 tiếng mà nói chuyện với gái ngọt lắm. Như gái ngọt lắm hả? Nhắn tin mà ví dụ gái hỏi việc làm mà không bất kỳ vấn đề gì nói chuyện ngọt ngay à. Còn riêng với em nói chuyện tập lót bởi em bực. Ủa bộ vợ em không phải gái à? Đây là tin. Như có một cái là làm sai không bao giờ nhận sai hết à. Ý như cái chuyện hổng ảnh làm sai với em giận cái em một ngày, cứ qua tới ngày sau cái vẫn không xin lỗi em, cái em hơi nguội nguội rồi, cái bắt đầu cái thấy em hơi làm cái gì sai cái kiếm chuyện cái gây lại, cái em phải đi xin lỗi. Cái thật cái gì từ nào giờ luôn. Tại chú nghĩ chú lớn rồi đó. Dạ. Rồi chú tự nhiên người lớn đi sĩ diện quá mà giờ quá mình làm đi... đúng hay làm sai gì cũng không xin lỗi hết. Lì lắm. Chú lì quá chú ơi. Thế anh kể. Trời, khán giả đề nghị về xin lỗi đi kìa. Chú phải nhường bé chứ, trời ơi bé nhỏ tội nghiệp, bé nhường bé. Chút nữa là sẽ xin lỗi sao được không?
Dạ. Nói chung bà xã em á thì rất là tuyệt vời về mọi mặt. Có cái vợ em cũng nhỏ nên vô tư quá. Em chỉ có yêu cầu về cái vấn đề mà bớt vô tư lại một chút xíu thôi. Ví dụ như đợt đó có mấy đứa em của em á, lâu ngày gặp nhau qua chơi, em thì em đi làm, em nói ở nhà tiếp mấy đứa em rồi cho ngon lành nghe chị hai. Nghe em nói là lúc đó là vợ em á, tuy nhỏ nhưng mà vai lớn, là ấy em đi em cũng yên tâm. Cái bắt đầu là đi cái em về thấy khách thì ở nhà đang nấu nướng rồi ở nhà tự làm mình, cái hỏi chị hai đâu. Nói em tới có chút xíu, cái chị hai đâu rồi. Cái bắt đầu là em gọi điện cũng không được, đợi mãi tới về cái hỏi ủa em đi đâu mà lâu quá, để mấy đứa ở nhà không có ai ở nhà hết mà em còn đi nữa. Nói, em đi siêu thị chơi. Vô chổng chơi xuống dưới hay gì vậy? Đi vào siêu thị mua đồ mà chẳng lẽ ngày nào cũng đi được, chứ đang có khách ở nhà bỏ đi vậy. Nên đợt đó em cũng giận lắm. Rồi giờ mong muốn thay đổi điều gì Thắng? Chỉ mong vợ em á là làm tốt cho em cái câu giàu giờ bạn sang giờ vợ gì đó. Thì mong là vợ em làm được cái đó tốt nữa thì vợ em là tuyệt vời. Chỉ mong vậy thôi, không có đòi hỏi gì thêm nữa. Còn em? Thì em mong ảnh đừng nói chuyện cộng lớp với em. Ví dụ như cộng lớp với em được nhưng vẫn phải cộng lớp với người gái khác. Cái này trong khi ngọt ngào với người khác mà với em cộng lớp bực kỳ mình quá. Ví dụ như em làm lại vậy chứ ổng thôi khỏi nói luôn. Bây giờ có muốn ổng xin lỗi mình không? Dạ muốn. Sao nào giờ chưa bao giờ xin lỗi. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Rồi đứng lên. Xin lỗi. Nói xin lỗi vợ nha. Không phải là anh giờ không nói được câu đứng xin lỗi đi. Nhưng mà là để mình càng giận càng hiểu nhau hơn, chứ về mà cứ yêu thương nhau hoài thì cũng không có tìm ra được cái nào để mình sửa đổi, em hiểu không? Nên là thôi, có nhiều lúc cũng muốn nói lắm nhưng mà nó khó nói sao á, chứ không phải là anh không nói được. Thôi nhân bữa nay thì có mọi người chứng kiến thì thật lòng xin lỗi em, mong là sau này á anh sẽ thì sẽ không còn chuyện đó tái phạm nữa. Ôm hôn nhau cái đi. Trời ơi, cái kết quả.